Vâng, xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Đô Hải Dương. Hôm nay trung tâm tiếp tục lại khui những kiện hàng từ nước ngoài về. Và trong những kiện hàng này thì cũng có rất nhiều những cái sản phẩm đặc trưng. Trong đó có cả các sản phẩm về loa. Thế rồi radio cassette cũng rất là nhiều và những cái dòng độc lạ ở trung tâm đợt này về cũng rất là nhiều. Thì tôi xin phép được khui các cái sản phẩm này ra. Các bác chú ý theo dõi video từ đầu đến cuối để các bác nào quan tâm đến sản phẩm này các bác đặt hàng sớm để trung tâm sẽ có thể gửi cho các bác những cái sản phẩm các bác mong muốn nhất có thể nhé. Vâng, tôi xin phép được khui lần lượt cho các bác luôn. Đây là con Latina các bác nhé. Con này là con có model là 848 nguyên thùng các bác nhé. Nguyên thùng Latina 848. Những cái con radio cassette cổ mà nguyên thùng thì rất là ít các bác nhé, không phải là nhiều. Còn đây tiếp là một con 848 nữa các bác. Con này thì con không phải nguyên thùng, là con này nguyên tem thôi. 848. Con này cũng rất nhiều bác thích luôn. 848 không nguyên thùng. Cái này thì hàng nó về thì cũng yêu cầu bên kho kiện là đóng lại, cho nên một số các cái kiện đóng lại nó sẽ lộn xộn này các bác nhé, bởi vì là có rất nhiều cái sản phẩm là yêu cầu là đóng lại để cho nó an toàn vận chuyển. Thực ra vận chuyển ở quốc tế thì rất ok, nhưng cái khâu vận chuyển ở bên phía Việt Nam thì không hề ok đi nào các bác nhé. Đôi khi có cái sản phẩm vận chuyển ra đây rất là top, rồi mình cứ vận chuyển các bạn là nó hơi mạnh tay thân quá, mà sản phẩm mình cần dễ vỡ. Cho nên có nhiều cái mà yêu cầu là bên kho lắm lại để rút lại, cho nên là sẽ có những cái lộn xộn. Tiếp tục lại về rút một con này là con giờ quy 585 thôi nhé, lại con 85 nữa. Con này thì trung tâm để thường xuyên là có những con này về rút lại. Bác này giờ quy 585 rất là đẹp luôn nhé, rất là đẹp luôn. Xin phép được đặt cái camera nó gần hơn một chút xíu cho các bác, một là dễ nghe, hai là nó tiện cho các bác nhìn nó thuận lợi hơn. Đây thì nó dễ hơn nha. Nào thì khui hàng cũng rất là mất nhiều thời gian của các bác, nhưng mà thôi các bác cũng mất chút thời gian để mình quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác có thể là đặt trước để tránh tình trạng là nhiều khi có những bác là không đặt trước, cho nên là mình xem sau thì sản phẩm đó thì quá đã có người đặt hàng rồi thì các bác lại không có cơ hội những cái sản phẩm đó, thì cũng nhấn mạnh thế các bác lưu ý. Thực ra cái khui hàng này cũng rất lợi cho các bác, là các bác xem trước hàng mình quan tâm sản phẩm gì nó sẽ có trước luôn. Con này là con radio cassette bao da các bác nhé, Sony. Em này thì con bao da cũng còn rất là đẹp luôn. Con này thì như không nhầm là model là 1500 gì đó. Tôi sẽ chi xác lại các bác nhé. Nó là bao da nhưng mà hơi khó nhìn. Nó bao da này rất đẹp. Và con này là CF 1500 các bác nhé. Con Sony bao da CF 1500 rất là đẹp luôn. Thank you.
trong cái điểm tôi hàng này cũng rất nhiều các bác đã săn được những cái sản phẩm mình ưng ý, thì các bác cũng rất là hài lòng, bởi vì là nhiều khi có những cái sản phẩm mình cũng phải mất thời gian mình mới tìm những cái sản phẩm mình ưng ý nhất có thể. Thực ra thì ở nước ngoài người ta đóng hết sức là không cầu kỳ lắm, bởi vì người ta nghĩ rằng vận chuyển trong nước nên người ta đóng không phải là quá kỹ, nên chính vậy là khi đến các kho thì đây cũng yêu cầu là bên kho đóng lại cho nó cẩn thận để vận chuyển quốc tế cho nó yên tâm. Con này là con sáp QT77MK2 các bác nhé, QT77MK2 màu đỏ, hết sức là đẹp luôn. Nói chung đợt là trên kênh cũng có rất nhiều những con 77MK2 nhé, con này rất là đẹp các bác nhé, 77MK2 màu đỏ. Tôi để cái này các bác nhìn có rõ không? Trách lại xem nào. Có vẻ là hơi, tôi sẽ cho cúi kia các bác nhìn nó dễ hơn đi. Các bác thấy muốn một sản phẩm người ta đóng rất là cẩn thận, chứ không phải cái chuyện là ấy đâu, đóng rất là cẩn thận luôn. Sản phẩm đó rất là cẩn thận luôn. Em này là con Latina các bác nhé. Tôi xem con này có màu đen con gì các bác nhé. Con này con Toshiba các bạn, con Toshiba. Em này có màu đen là ZP77F các bác nhé, ZP77F. Con Toshiba cầm tay hết sức là đẹp luôn. Mặt sóng rất là to các bác nhé, con này to. Sóng to. Toshiba. Dán vào nhau luôn. Con này cũng là một con radio chắc là nhỏ thôi. Xong tổng đóng này chắc là nhỏ. Con này là con bao da các bác nhé. Cái con này cũng rất nhiều bác thích đây này. Nó là cái con Latina. Em này có màu đen là U80 các bác nhé. Con này thì cũng rất nhiều các bác mong chờ. Con này bao da còn nguyên các bác nhé. Đấy, rất nhiều các bác mong chờ. Hạt là giờ F80.
50 này thì cũng rất nhiều các bác mong chờ, bởi vì nó tiếng nó rất là hay, khá là gọn mà tiếng rất là hay các bác nhé. Còn U80 thì trên kênh cũng bán rất là nhiều rồi, thậm chí có những con còn nguyên cả thùng xốp cũng đã có bán rất là nhiều rồi. Thế nên là các bác cứ yên tâm mà mạnh dạn đặt hàng nếu các bác nào quan tâm con nào, bởi vì là tất cả những con mà trung tâm chọn về thì phần lớn là những con đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Chọn lượng rất là kỹ lưỡng, cho nên các bác yên tâm mà đặt hàng, không phải băn khoăn gì. Nếu như các bác mà khi nhận hình ảnh cũng như video các bác không hài lòng, các bác có thể từ chối, không sao. Thì các bác khi mình mua một sản phẩm gì thì mình cũng phải muốn sản phẩm nó phải là ưng ý, đúng như mình mong muốn, và cái ưng ý đó nó sẽ theo cái tầm tiền. Nó liền ai đó nó liền cùng một kiện đây này, nó liền như này. Đây cũng là một con thịt rất là nhỏ này, rất là nhỏ luôn. Họ đóng rất là cẩn thận, cho nên là mình thì mới được bóc ra cũng không phải đơn giản nữa. Ở bên nước ngoài thì nó có những cái đơn vị chuyên môn đóng thuê, cho nên là họ có cái cách đóng rất là chuyên nghiệp các bác nhé. Họ có những cái kiện hàng cái đóng chuyên nghiệp luôn. Con này thì cũng là một con radio các bác nhé. Con này con Latina, em này cũng rất là đẹp luôn các bác này. Đây, con này quá nhiều các bác thích luôn. Em Latina này rất mới các bác nhé. Con này có model là con R209 này, R209 này nhiều các bác đang chờ đấy. Nó lại về rồi đây. 209 này, 65 này. Nó rất là đẹp luôn các bác nhé. Latina R209 65. Con này là con radio quân đội các bác nhé, con 2002, con này thì cũng nhiều các bác đang mong chờ, 2002 các bác nhé, con này sử dụng 5 băng sóng, con này còn rất đẹp luôn, 2200, giờ F 2200. Con nào? Latina, Latina quân đội, giờ F 2200. Ra đây quân đội thì ở đây trung tâm rất là nhiều. Và tiếp theo đó là một con radio, em này là con vỏ gỗ còn nguyên thùng xốp các bác nhé, vỏ gỗ còn nguyên thùng xốp đây. Con này là con Latina RC405. Con này vỏ gỗ rất là còn rất đẹp luôn các bác nhé. RC405.
toàn báo Nhật rồi các bác nhé, coi thoải mái đọc tập báo. Đây lại về tiếp một cái con suli các bác nhé, con này là con suli em này là em suli hai la mã các bác nhé, 1950 hai la mã, em này cũng rất nhiều các bác thích đây, suli 1950 hai la mã. Con này họ đóng rất là to luôn các bác nhé, to khỏe khỏe, 1980 hai la mã. Con này nó là một con khá là nhỏ bác nhé, con Latina. Em này thì còn rất là đẹp, khá là nhỏ luôn. Con này là con model là gì đây các bác? Con này là con model là con RX nhé, 5180 các bác nhé, 5180. Thế rất là gọn và còn rất đẹp, rất mới luôn các bác nhé, 5180, rất mới, mới con luôn. RX 5180, Latina RX 5180. Đây là hai cái loa. Em làm chưa thấy cái phần, thôi chưa hết phần đâu. Vâng, đây là hai cái loa là Latina các bác nhé. Con này là con chưa thấy sân của nó đâu. Con này là con CVK không chồng, con này là CVK 50 các bác nhé, CVK 50 hai cái loa. Thân nó chắc là đóng ở chỗ khác rồi. Con này con Latina các bác nhé, con này có nguyên là RF B30 các bác nhé, RF B30. Con này thì rất là đặc biệt, con này của nó là chạy cả ấy luôn các bác nhé,
chạy cả đĩa à cả băng 8 khúc luôn. Con này hết sức là nổi tiếng các bác này. Đấy, con Latina rất mới luôn các bác nhé. Mới con giờ FB30, giờ FB30. Và một con Latina bao da các bác nhé. Em này là con giờ F800 này, con này rất là nhiều khách luôn. Latina bao da. Giờ F800. Con Toshiba 2008 đây các bác này. Con này thì cũng có rất nhiều các bác thích đây. Toshiba 2800. Đây các bác này, Toshiba 2800 mới len keng luôn này. Con này rất mới như các bác nhé. 2800. Mic rời các bác này, rất là to luôn. Con này trên kênh nó có bán các bác rồi đấy. Con sắt VT70 đúng không các bác nhé. Đúng rồi, con sắt VT70 em này thì còn thùng. Còn thùng và còn cả nhận kiện với sách dẫn các bác nhé. VT70 các bác nhé. Sắt VT70. Con này hết sức là nổi tiếng luôn. Cũng rất nhiều các bác đang mong chờ. Sắp VT70 các bác nhé. VT70 trên kênh cũng bán là rất nhiều các bác rồi. Con VT70 thì nó là một trong những dòng một cửa vớt các bác nhé. Một cửa vớt nó cũng là anh em vượt của thằng VT77. Nó cái size nó gọn hơn một tí các bác nhé. Sẽ gọn hơn một tí. Thank you.
khá là nặng thôi nha. Con này con em này là em Victor PC VK300 các bác nhé, VK300 nó nặng và phải này các bạn, rất là to nặng luôn. PC VK300 còn rất mới luôn các bác nhé, PC VK300 rất nặng. Các cái dòng Victor thì các bác biết rồi, cái chất lượng của nó rất là cao so với các cái sản phẩm của các hãng khác. Thế chính vì vậy là cái sản phẩm của Victor thì hầu như không có cái nào nhẹ hết, còn nào rất là nặng. Cái đặc trưng của dòng Victor. Nên tại sao là các bác nào mà chơi những hàng Victor ngày xưa rồi thì bây giờ các bác vào các bác thấy rằng những là đồ Victor nó vẫn là chất lượng. Chất lượng thì cái giá thành nó trên đôi, những cái sản phẩm đẹp thì không có đắt hơn. Chắc nó là một con Toshiba hay là con Natana gì đó, tôi xem chắc là Natana rồi các bác nhé. Em này có một em là 5600 các bác nhé, Natana 5600, hết sức là nổi tiếng luôn. 5600 thì Tinh đã có bán rồi. 5600 thì nó chạy hai cái loa toàn giải và phễu, loa phễu rất là đẳng cấp luôn. Natana 5600 các bác nhé. Năm ngàn sáu trăm thì cái size khá là to, 5600, 5700, 5700 thì size đều to như nhau các bác nhé. Thì trong các cái dòng đấy thì có con 5600 thì nó sử dụng hai cái đồng hồ vuông rất là đẹp. Các bác đã chơi rồi các bác thấy hai đồng hồ vuông rất là to ngay trước mặt luôn. Chơi nó sẽ được sánh nhiều các bác thích hơn. Radio nhỏ các bác nhé. Đây là con Soli ICF 5500 các bác nhé. 5500. Soli thì quá nổi tiếng rồi. Con 5500 là con dòng quân đội, dòng Sài Gòn. Soli ICF 5500. Và con này là con này con bao da các bác nhé. Con này con bao da. Con này là con gì ta? Con này rất mới các bác nhé, rất mới luôn. Tôi xem chính xác đồng đen là con gì.
Con này hàng của Nhật xịn các bác nhé. Con này VKH886 886 các bác nhé. 886. Con này còn rất mới một. Lúm đã nó còn sáng choang các bác này, sáng choang luôn. Bao da rất đẹp luôn. Con này thì cũng có AM FM. À xin lỗi, con này chỉ có bóng chung và sóng ngắn thôi, FM các bác nhé. Một con nữa là con Latina Panasonic, con này Panasonic các bác nhé. Panasonic. Con này có model là ZF U99 các bác nhé, U99. Con này cũng hết sức là nổi tiếng luôn các bác này. Panasonic các bác nhé. Panasonic ZF U99. Con này thì là hàng của Nhật xịn các bác nhé, Nhật xịn. Con này thì sử dụng ở trong nước thôi, nhưng nó hết sức là đẳng cấp. Con này còn nguyên cả after các bác này, có con còn nguyên cả after này, là của cái con này. Cái cục lốt của cái con vừa tôi bỏ thiếu khi mới có hai cái ấy giữa đấy các bác nhé. Con này con này hơi bị dính cái nước. Con na tên chép 50 thôi. À của cái con nãy bị thiếu ấy, cái con cái loa bây giờ đây là nó bị vuông. Con này cũng hết sức là dài. Hết sức là dài và to các bác nhé. Con này là được nước ngoài đóng rất là kỹ, rất là cẩn thận luôn. Nó có theo đóng rất là cẩn thận luôn, rất chuyên nghiệp luôn. Nó là bít. Con này họ đóng rất là khó nhìn ra điểm để bóc. Con có thể bỏ lại đi cho nó có tên rồi. Còn này rất tìm được cái chỗ bóc của nó cũng rất là phức tạp, không đơn giản các bác này.
con này thì lại là con sáp các bác nhé. Con này là con sáp. Con này là chính là cái con GF 757 các bác nhé. 757 rất đẹp luôn. Sáp GF 757 các bác nhé. Thì nó to, rất to, nặng phải rồi. Rất nhiều những loại to là phải về các bác nhé. Con này cũng to này các bác. Khá to này. Rất là tỏ nó nhé. Kề rất là cẩn thận thôi nhé. Vâng, con này là con khá là khủng. Con này con sáp GF 990 các bác nhé. 990 hết sức là khủng luôn. Sáp GF 990 đóng rất là cẩn thận, bởi vì những con này nó rất là dễ hỏng nên là đóng rất là cẩn thận luôn. Sáp GF 990 đúng không nhé. Thank you.
thì đó là một con Aiva các bác nhé. Aiva, con này cũng hết sức là đẹp luôn, đẹp lung linh luôn các bác nhé. Aiva. Đây các bác nhìn này, loa nó mới cong luôn. Len keng sờ beng luôn các bác nhé. Aiva, con này nặng lắm. Con này loa rất là chất. Vâng, một con Aiva hết sức là mới luôn nhé. Aiva, con này CA3 các bác nhé. CA3, Aiva. Và trong con Aiva này thì có con một con nữa là con gì đây? Con này con màu đỏ các bác nhé. Con Aiva màu đỏ tiếp nữa các bác nhé. Aiva màu đỏ. Một con màu ghi con màu đỏ. Aiva. Đây, con màu đỏ đây các bác này. Rất nhiều các bác lên con màu đỏ các bác rất là thích. Con này model có model là Aiva CA V5 các bác nhé. V5 màu đỏ luôn. Con này thì quá nhiều các bác thích luôn. Bởi vì là nó nhiều các bác thích chung là cái màu nữa. Màu nó đẹp, màu mới lắm. Các bác nhìn mới như bóc xốp luôn, hai cửa băng. Mới len keng luôn, kìa ăn, mới như bóc xốp luôn các bác nhé. Quá đẹp luôn. Đây là loa của nó này. Hai con Aiva, một cặp Aiva. Ủa, cái cắt rồi. Ủa, cắt rồi. Sắp kỹ cho một dây dậy cho nó. Con này là tay rời các bác nhé. Tay rời. Tìm thấy cái con này không? Tìm thấy cái đó. Đây con này con khác. Con này cũng là một trong con đài khá là to nên là rất là đẹp các bác nhé. Và đây là một siêu phẩm các bác nhé. Đó là con Victor JVC màu đỏ các bác nhé. Con này thì quá nhiều các bác thích. Là một siêu phẩm luôn. Đây các bác này. Đẹp lung linh luôn. Em này là một trong những em quá mới luôn các bác nhé. Victor JVC siêu phẩm. Con này con có mua đen ở đây chắc 330 các bác nhá, 330 dòng khủng của VTC. Con này nó rất nặng, mười mấy cân. Cái to 330 này nó cái bụng này nó đóng bên ngoài, à đóng đi rồi sẽ để. Kiện này rất là to các bác nhỉ. Một cái kiện này chứa rất là nhiều các bác hàng.
Trong này cũng có rất nhiều những em đặc biệt các bác nhé, một kiện này rất là nhiều. Đây các bác này, một kiện này, trong một kiện này có rất nhiều hàng ở trong. Một kiện này chứa rất là nhiều các bác nhé. Con này là con Latina các bác nhé, em này có model là 1188 các bác nhé. Đây phải xem chính xác đúng 1188 thôi. Một 1180 các bác nhé. Giờ F1180 Latina quân ta. À xin lỗi, Latina quân đội 6 bằng. Con này thì là anh em ruột với con 585, nhưng con này không có gasket các bác nhé, không có gasket. Nó là một trong những hàng anh em ruột của 585, sử dụng 6 băng sóng FM full tần số 108 và bắt được tất cả các đài trên thế giới các bác nhé. Con đấy thì dành cho các bác nào mà chơi dòng đài quân đội VIP, muốn cho cái sóng nó khỏe thì con đó là không thể bỏ qua được. À đây, một em này cũng khá là VIP đấy các bác này. Đó là con còn quá đẹp, quá mới luôn. Con này là con Latina Panasonic. Em này là em có màu xanh quân đội các bác nhé. Các bác nhìn này, màu xanh quân đội mới leng keng luôn, nó quá mới luôn các bác nhé. Còn nguyên cả tem của bên đơn vị cung cấp này. À, con này model của nó này các bác ơi, quên được không đọc model. Con nào? Latina. Con này có model là ZF747 các bác nhé, 747. Mọi dòng màu xanh quân đội hết sức là hiếm luôn, hết sức là hiếm luôn các bác nhé. Các bác nhìn có rõ không? Thì tôi kiểm tra lại. Tôi hơi đẩy lên chính các bác nhé. Khó để tìm cái đầu để mà bóc ra. Mà đắn hết sức là chuyên nghiệp. Rất nhiều các bác thắc mắc là có một số sản phẩm thì có thông báo giá công khai, và cũng có một số sản phẩm thì không có thông báo giá công khai. Thì cũng các bác cũng thật sự thông cảm, đây là một trung tâm vừa bán lẻ nhưng cũng lại bán buôn các shop, cho nên nhiều khi có cái sản phẩm mình cũng không thể công khai giá cách như vậy được. Cho nên các bác quan tâm thì cứ alo nhé. Vâng, tiếp tục lại về một con Latina. Con này có model là ZX-FWK20 các bác nhé, nguyên thùng luôn các bác nhé. Con này nguyên thùng shop luôn, rất nổi tiếng luôn. Latina, model là ZX-FWK20 các bác nhé. FWK20 nguyên thùng xốp luôn. Con này thì là một con cũng là dòng Latina các bác nhé. Cũng là dòng Latina. Con này màu đỏ nhé, màu đỏ.
Em này có model là gì đây? Con này là Auto Zipot. Auto Zipot các bác nhé. À, con này là con của tập đoàn Victor GVC các bác nhé. PCVK70. Victor GVC, PCVK70. Con này thì các bác đã được xem trên kênh bán con VK88 rồi. Con 70, con 88 thì nó gần như là giống nhau. Nhưng con 70 này thì nó một cửa băng. Còn con 88 thì nó là hai cửa băng các bác nhé. Hết sức là đẳng cấp luôn. PCVK70 màu đỏ các bác nhé. Rất chính các bác nhé. Con này thì con Hitachi nguyên thùng xốp các bác nhé. Con này con Hitachi. Em này có model là gì đây? 5800 các bác nhé. 5800. TRK 5800. Hitachi là một trong những dòng hết sức nổi tiếng. Con này nguyên thùng xốp các bác nhé. Hàng mua lô nguyên thùng xốp. Em nữa thì em này cũng là nguyên thùng xốp các bác này. Con này thì nó là con Sony CVS90 các bác nhé. CVS VK90 các bác nhé. Nguyên thùng xốp luôn. Đấy, con này một trong những con rất nhiều các bác săn tìm. Sony. Con này có model là CVS VK90. Và thì đó là một trong những cái sản phẩm hết sức là độc đáo. Một cái kiện này thì nó chứa được khá là nhiều sản phẩm các bác nhé. Rất là nhiều sản phẩm luôn. F490 các bác nhé. Còn nguyên cả tem cửa luôn. Con này cũng còn rất là mới các bác nhé. Với F490 nguyên tem cửa. Sát ở F490 nguyên tem cửa luôn. Đây chắc là một cái radio nhỏ các bác nhé.
cho cắt ra. Nhưng mà nó còn rất là nhỏ. Một con radio bao da size siêu nhỏ. Nó là con đến từ Soli các bác nhé, 2 bằng sóng AM FM. Hết sức là gọn luôn, cực kỳ gọn luôn các bác nhé. Soli bao da loại loại này có thể gọi là bỏ túi được các bác nhé, có thể vừa bỏ túi luôn được. Con này thì tiếp tục là con sáp QT77MK2 tiếp nữa các bác nhé. QT77MK2 lần này thì trung tâm có thể mưa ra cái con này toàn màu đỏ hết các bác nhé. QT77MK2 màu đỏ. Tiếp tục nữa là một con chắc cũng mùa đỏ nhất các bác nhé. Thì con này chính là con Sharp GF490 các bác nhé. 490 mùa đỏ. Rất là đẹp luôn. Đẹp long lanh luôn các bác nhé. Sharp GF490 mùa đỏ. Toàn những hàng đợt này về toàn những hàng khá là VIP, hàng dòng. Các bác sưu tập. Con 490 mùa đỏ này thì cũng rất nhiều các bác săn tìm. Bởi vì là nó cũng không phải nhiều. Rất ít màu đỏ thì bao giờ cũng rất là ít hơn nhiều. Con này cũng khá là to nên chắc phải bỏ ra cho nó đỡ dơ. Tiếp tục con này là con Sharp nữa các bác nhé. Là con Sharp. Con này là con GF757. Vẫn là một con tiếp theo, một con 757 nữa các bác nhé. Rất là đổi tính luôn. Rất mới các bác nhé, con này rất mới luôn. 757 rất mới luôn các bác nhé, mới keng luôn. Cái này thì nó là một cặp loa các bác nhé, một cặp loa hết sức là to. Cặp loa này nó là cặp loa Tiller các bác nhé.
Con này có model là CS 180A các bác nhé. 180A thì một quá nổi tiếng rồi. Đây là một cặp loa. Chỉnh loa thì họ đóng rất là kỹ lưỡng. Cặp loa này khá là nặng các bác nhé. Cái này là một cặp loa các bác nhé, chưa lơ, rất mới luôn, cặp loa quá đẹp luôn, nên xem luôn, sóng rất là cẩn thận luôn, các cái góc cạnh cũng rất là đẹp luôn, không chỉ đấy thôi. Một cặp loa CS 180A các bác nhé, cái này thì nó rất là nặng, cho nên là nếu mà cho nó ra thì có người hỗ trợ khênh, rất là nặng luôn. Đóng đài rất kỹ này. Đây các bác nhé, một cặp loa rất đẹp luôn, quá đẹp luôn. 180A các bác nhé. Kia lơ 180A. Ok, còn cái kia cũng là một kiện loa của nó nữa. Tôi xin phép được vui cơ bản các cái hàng hóa như thế để các bác để ý tinh, và các bác nào quan tâm đến sản phẩm nhé thì các bác vui lòng liên hệ sớm nhé. Bởi vì trung tâm các cái hàng hóa thường xuyên về, âm đi loa rồi các cái dòng đài khủng đều về thường xuyên các bác nhé. Cho nên bác nào quan tâm thì liên hệ sớm. Đây là cặp loa Pure lơ các bác nhé, còn rất mới luôn, rất đẹp luôn. 180A. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.